Thì cái cốt lõi của dòng sản phẩm này mình bật mí cho mọi người biết, cái cốt lõi của dòng sản phẩm ADS mình bây giờ là họ đặt trị nấm, đặt trị nấm mọi người, còn vi khuẩn là chuyện nhỏ. Đây là dòng sản phẩm đặc trị nấm. Thì bữa nay mình sẽ bàn về cái sản phẩm ADS bên Bia nha mọi người. Thì cái dòng sản phẩm này nó có gì đặc biệt? ADS bên Bia thì mình thấy là khi mà mình coi quảng cáo hoặc là coi những tất cả những clip mà Bia họ nói về trong quá khứ và cho đến tới hiện tại hiện nay, họ đề cập đến mấy vấn đề chính như sau. Thứ nhất là họ bảo rằng dòng sản phẩm này là đặc trị vi khuẩn. Thứ hai, lưu dẫn hai chiều, bảo vệ toàn diện. Rồi thứ ba, kích kháng cây trồng, tiết kháng thể, tiêu diệt vi khuẩn, cũng lại là vi khuẩn nữa. Như vậy thì cái dòng sản phẩm ADS này có đích thực là ảnh trị vi khuẩn hay không, hay ảnh còn những tính năng nào khác không mọi người? Rồi mình cùng tìm hiểu nha. Rồi bây giờ thì cái sản phẩm ADS bên Bia thì mọi người thấy nè, như trên cái nhãn hàng mà họ đăng ký ở trên danh mục thuốc bảo vệ thực vật, thì như mọi người thấy là ngoài cái việc mà họ đăng ký ở trên lúa cháy bì lá ra, thì ở những cái trồng khác, ví dụ như trên tiêu đi, thì họ còn đăng ký như là cái đối tượng như lỡ củ rễ chết nhanh thối gốc, dưa hấu, khoai tây, cà chua thì đặc trị cái đối tượng về sương mai, hoặc là về sầu riêng, ca cao thì là thối trái xì mũ. Như vậy thì rõ ràng á, trong này á, là ngoài việc cái dòng sản phẩm ADS bên Bia này họ làm được cái vấn đề vi khuẩn, thì cái cốt lõi của dòng sản phẩm này mình bật mí cho mọi người biết, cái cốt lõi của dòng sản phẩm ADS bên Bia là họ đặc trị nấm mọi người, còn vi khuẩn là chuyện nhỏ. Đây là dòng sản phẩm đặc trị nấm. Thì cái dòng sản phẩm ADS bên Bia thì mình thấy cái dòng vật chất của bên họ là gì, là phosetin aluminium. Thì cái dòng này á, nó đặc trị rất là nhiều loại nấm hại ở trên cây trồng, rất là nhiều loại nấm hại, nhưng mọi người chỉ cần nhớ hai cái loại nấm thôi. Loại thứ nhất Phytophthora, loại thứ hai Bithium. Thì hai cái nấm này là mọi người nên nhớ ở trong đầu đi, Phytophthora và Bithium. Tại sao? Tại vì sau này không những cái clip của mình đang nói về hai cái loại nấm này, mà khi mọi người xem clip của những giáo sư, của những tiến sĩ, của những người giảng viên, của những thầy, khi mà người ta đề cập tới cái bệnh gì đó, người ta thường nói là nấm bệnh Phytophthora và Bithium, thì chí ít ra thì mọi người cũng hiểu được cái nấm bệnh đó nó gây bệnh gì cho cây của mình. Mình sẽ giải thích cái chiều hướng thứ hai, đó là tại sao bây giờ lại đề cập tới cái dòng vật chất này, nó có khả năng lưu dẫn hai chiều, chiều từ lên xuống là sao? Tại vì cái dòng sản phẩm này nó có tính nội hấp và lưu dẫn. Bây giờ cái chiều lưu dẫn á, mà là từ trên đi xuống dưới á, thì nó có ưu điểm là gì? Nó có ưu điểm là những cái bệnh nào nằm trên lá nó sẽ diệt được những cái nấm bệnh nằm trên lá, hoặc là vi khuẩn nằm trên lá. Nhưng cái nhược điểm của nó là để nó lưu dẫn mà từ trên lá này xuống tới tận rễ á, thì cái thời gian của nó phải có mất một cái khoảng thời gian nào đó. Nhưng cái khả năng mà lưu dẫn từ dưới lên trên rất là hay, có nghĩa là cái dòng sản phẩm này còn có khả năng dùng để tưới nha mọi người, dùng để tưới được luôn. Vì vậy mọi người đang xem clip này, có ai dùng cái sản phẩm ADS mà dòng hoạt chất phosphatin aluminum này tưới hay chưa? Thì khi tưới cái dòng sản phẩm này có khả năng hấp thụ qua rễ, thì cái ưu điểm là gì? Ưu điểm là những cái bệnh nặng nào mà mọi người thấy á, cần ở cái lớp rễ mà phải cần triệt tiêu ngay ở cái lớp rễ đó, thì mình pha ra mình tưới. Như vậy thì từ rễ nó sẽ chữa được từ rễ, và sau đó nó lưu dẫn lên được chồi, ngọn, thân và của lá luôn. Ha, cái đặc tính này rất là hay của bên ALS, mà không biết mọi người từng xài ALS, đã có từng sử dụng cái dòng sản phẩm này để tưới cho mọi người. Thì nếu mà ai đã sử dụng cái dòng sản phẩm này để tưới thì mọi người cho mình cái ý kiến với comment nha. Còn cái nhược điểm của dòng tưới này là gì? Thì cái nhược điểm của ALS khi mà bạn tưới đó là biết gì không? Bị cháy á mọi người. Bị cháy á. Thiệt. Mà mọi người biết cháy gì không? Cháy túi. Tại vì những dòng sản phẩm ALS mà trên thị trường mà mọi người biết á, một gói bây giờ là 45-48 ngàn một gói, mà mọi người tưới đi thì chỉ dành cho những cái dạng cây nào cao cấp chút xíu thôi. Còn nếu như mà những cái dạng cây đại trà phổ thông làm mà để bán đại trà thì tưới nó rất là tốn kém. Thì đó, thì dòng sản phẩm này nhược điểm của nó là khi mà tưới thì nó cháy túi thôi. Bây giờ á, thì nếu như những cái dòng sản phẩm mà có cùng hoạt chất với phosphatin aluminum này đi trên thị trường, hoặc là trên danh mục thuốc bảo vệ thực vật, thì mình thấy có rất là nhiều sản phẩm, có rất là nhiều dòng sản phẩm đăng ký mà theo kiểu giống như ALS của bên Bia này. Như vậy thì mọi người đã từng xài cái dòng sản phẩm này gọi là giống như hoạt chất của ALS chưa, và tính năng của nó như thế nào, hiệu quả của nó như thế nào, và giá thành của nó như thế nào? Thì mục đích là mình đề cập tới vấn đề này là để cho mọi người tìm được cái đối thủ của ALS Bia là gì. Và khi mọi người tìm ra được đối thủ của ALS Bia thì mọi người sẽ
sẽ vừa đạt được cái mục đích của mình đó, là xịt được cái nấm bệnh đó nó vừa hiệu quả, và thứ hai là nó sẽ tiết kiệm được cái túi tiền của mình. Bạn nào đã từng xài những cái đấu trọng nào là của ADS và xài nó hiệu quả như thế nào thì mọi người cứ để lại cái comment, thì cái comment của mấy bạn sẽ có được rất là nhiều các bạn đọc, và nhiều khi các bạn khi đọc người ta cũng được mường ra một cái ý tưởng để người ta đưa ra những dòng sản phẩm khác so sánh trên thị trường, và cũng từ đó mình cũng thể làm những clip tiếp theo để là so sánh những dòng sản phẩm ADS với những dòng đối thủ cạnh tranh hạng nặng chẳng hạn. Rồi còn một cái nữa đó là cái dòng sản phẩm ADS bên Bayer này, mọi người sẽ thấy một cái chiến lược kinh doanh vô cùng lợi hại bên Bayer nha mọi người. Thì cái chiến lược kinh doanh của bên Bayer là gì, là khi mà họ đi ra thị trường đó thì cái dòng này rõ ràng là nó đặc thù á, là nó chỉ nấm, nó chỉ hai cái con nấm như mình nói đầu clip đó là Phytophthora và Bithium. Nhưng mà tại sao họ lại quảng cáo gầm gộ vi khuẩn, đó là mọi người biết tại sao không? Cái này rất là hay nha mọi người, cái này là một cái chiêu bài chiến lược tuyệt chiêu của bên Bayer luôn. Có nghĩa là khi mà bạn quánh cái dòng thị trường của bạn mà vào thị trường nấm, Phytophthora và Bithium á, mà cái thị trường lớn nhất và kiếm tiền cho bạn nhiều nhất từ một cái doanh nghiệp đó là thị trường về lúa, thị trường về cây trồng về lúa. Nhưng mà nếu ở trên lúa mà bạn dùng hai cái con nấm là Phytophthora và Bithium quánh ở trên lúa thì cái số lượng mà cái con nấm gây hại bệnh ở trên lúa nó rất là ít. Tại vì những bệnh trên lúa là những cái bệnh về đốm dằn nè, những cái bệnh về đậu ôn cháy lá nè, những cái bệnh về lem lép hạt nè, những cái bệnh về ví dụ như tháng thư đốm dằn nè, thì những cái bệnh đó hầu như nó không liên quan gì tới hai cái con nấm Phytophthora và Bithium hết. Cho nên mà khi mà nếu mà bạn định vị thị trường á, là hai cái dòng nấm này á, mà nó chỉ nấm ở trên cây lúa đi thì bạn sẽ thất bại, tại vì không, thị trường không có đường đi và không có cái ngách để bán. Cho nên á, là bây giờ họ rất là thông thái, họ quánh cái dòng sản phẩm ALS 800 WG này trên vi khuẩn của cây trồng. Thì như vậy đó, thì cái thời điểm mà quánh ALS trên dòng vi khuẩn của cây trồng đó thì cái cây chủ lực của họ quánh là cây lúa. Thì cái thời điểm đó hầu như là mình biết đó, cái thời điểm mà họ quánh ALS trên vi khuẩn của cây trồng là cái thời điểm lúc đó là vi khuẩn là một cái đối tượng thực sự đáng chú ý đối với cây trồng, và họ quánh đúng với cái đường đi, đúng với cái chiến lược, cái thời điểm mà người dân họ đang cần luôn. Cho nên từ đó mà cái dòng ALS này cực kỳ thành công luôn mọi người, cực kỳ thành công. Còn nếu như thời điểm đó họ quánh vào thị trường nấm nữa thì sẽ đụng rất là nhiều những dòng sản phẩm nấm khác trên thị trường, và cũng chưa chắc là họ thành công đâu mọi người. Cho nên đây là một cái ý tưởng kinh doanh và rất là phải nói rất là thông thái bên Bayer ha mọi người. Mình hoan nghênh cái ý tưởng này và thực sự rất là đặc sắc. Thì hôm nay thì về cái dòng sản phẩm ALS bên Bayer thì mình cũng có nói sơ về hết những cái tính năng như vậy. Thì nếu như mọi người thấy còn cái đặc tính nào hay của bên ALS nữa mà mọi người đã từng xài thì có thể để lại ý kiến cho mình, hoặc là những đối thủ nào của bên ALS mà mọi người thấy là đủ tầm xứng đáng với ALS, hoặc là xài mà nó vừa đạt được mục đích và nó hạn chế lại được cái đồng tiền mình bỏ ra mà vẫn đạt được chất lượng, thì mọi người cho mình ý kiến nha. Rồi, bye bye, chào tạm biệt mọi người.